hạt sống như một cái cây. Chỉ cần có một cơ hội, hạt giống sẽ nảy mầm. Khi người ta hái hết hoa, cây vẫn nở ra những bông hoa mới. Khi người ta vặt hết trái, cây vẫn âm thầm tạo ra những trái khác. Khi bị người ta vặt lá, vẫn có những lá mới mọc ra. Khi bị người ta bẻ cành, vẫn có những cành mới thay thế. Khi bị người ta cưa cả thân, cây vẫn đẩy ra những mầm chồi mới. Cây âm thầm cống hiến, nhưng cả sinh mệnh cho đời, không cô nể gì dù là một lời cảm ơn. Cây làm được điều đó vì nó chỉ có một lựa chọn duy nhất là không ngừng phát triển. Và bởi vì bạn có quá nhiều sự lựa chọn, nhà bạn mặt phố, bố bạn làm to, hoặc bạn có những người chống lưng, hoặc bạn chấp nhận nghèo một tí cũng không sao. Hãy tưởng tượng bạn sẽ tuyệt vời như thế nào nếu bạn chỉ còn một lựa chọn duy nhất như cái cây là không ngừng phát triển bản thân. Khi bạn khao khát một điều gì đó, cả vũ trụ sẽ hợp lực giúp bạn. Bạn nào đăng ký online chưa thành công, chưa có được mức thu nhập mà mình mong muốn, hãy comment xuống dưới để Hạnh được hỗ trợ hướng dẫn mọi người phát triển công việc kinh doanh online, làm tiếp thị liên kết cũng được, giúp bạn có thu nhập không giới hạn.